Đó, chế độ thông minh đó là auto tự động thông minh, là cơ chế như vậy hả các anh, các anh xem tham khảo lại nha. Phan sắt ngon nha, đó có chế độ máy bắn vít mà phan sắt được nha. Nếu mà phan tường gắn mũi phan tường vô phan tường được nha các anh. Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video review cây máy bắn vít mẫu mới, mẫu Gen 4 nha các anh. Mẫu mới Gen 4 nè, máy bắn vít nè, máy rất là xịn sò luôn. Hôm nay em review giới thiệu chi tiết mẫu máy và lực máy và hàng nguyên hộp, ấy hàng về nguyên hộp các anh. Em review test máy thử các anh xem và tham khảo ha. Ơi, đây thì máy xài pin M18 fuel là động cơ motor không trở than. Mẫu mới Gen 4, mã của nó là Casno 2953-20 nha các anh, hàng nhập Mỹ. Nó có chứng nhận CULS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ nha. Sản xuất là made in Việt Nam. Hãng nó ghi rõ ràng luôn ha. Sản xuất tại đâu thì ghi tại đó. Xuất ra thị trường Mỹ là hàng xuất Mỹ nha. Đây thì hàng mới nguyên hộp nguyên siêu luôn. Nguyên siêu còn nguyên tem luôn nè. Mới nguyên hộp. Đây thì cái này em báo giá các anh tham khảo luôn là giá 2.9 triệu nha các anh. Giá 2.9 triệu, hàng mới nguyên hộp. Như vậy là hàng mới chứ không có nghi ngờ là hàng cũ hay là hàng không chính hãng hay là hàng nhập chui nhủi gì chân nha các anh. Đây là hàng nhập chính thống nha. Ở đến Thắng Phạm, Thắng Phạm nó cầm trên tay nó test giới thiệu sản phẩm này là hàng chính hãng, hàng nhập Mỹ nha các anh. Mẫu này nhìn đã ha các anh, 3 đèn chiếu sáng. Và đây là thông tin thông số kỹ thuật. Máy có lực mạnh là 2000 inch/bao, mình đổi lên Newton là 226 Newton. Đó. Và có máy chạy vòng tua tối đa là 3900 vòng. Và lực nhịp của búa là 4400 nhịp. Và có 4 model chức năng bấm điều chỉnh tốc độ. Và có chức năng thông minh bắn vít ngắt lực điện tử. Đó. Và máy có chiều dài là 113.5mm và cân nặng là 1kg. Lực mạnh là 226 Newton các anh. Rồi ok, đây em mở hộp ha. Rồi, đây thì máy còn nguyên tem, cắt tem. Hàng mới 100% nha các anh. Khi mà các anh mua hàng thì em sẽ để nguyên tem. Các anh về các anh khui ra là nó có mùi thơm của máy. Mùi Mỹ nha các anh, mùi tiền nha. Giá 2.9 triệu nha, mùi tiền, mùi Mỹ. Này nó thơm hơn con gái nha các anh, này mê lắm. Có những anh mà sắm máy về ha là để vô mùng ngủ luôn. Bỏ vợ luôn, đuổi vợ ra ngoài luôn, ôm cái máy ngủ. Chơi vậy nó mới ngầu. Đây. Hàng mới nguyên hộp nha. Mới nguyên hộp luôn. Rồi ok. Đấy. Mở ra đó, thấy như vậy hả các anh. Hay, hàng mới nguyên hộp nó như vậy đây. Có sách hướng dẫn nè. Rồi này để qua một bên đi. Rồi tiếp theo, sách hướng dẫn tiếng Anh không à. Nói gì, bên trong thì có hư sách hướng dẫn máy luôn. Rồi đây nguyên hộp thì em để qua một bên ha. Đây máy nguyên siêu, mới chắc luôn. Cái hộp nó có cái mùi thơm luôn nha các anh. Đấy, đó, mới chát luôn ha. Rồi, ok. Rồi, đây, đó, mới chát bóng lưỡng luôn các anh ơi.
À, mới chát bốn lưỡng luôn. Wow, cái tem này thẳng băng luôn nha. À, mã của nó là Casno 2953-20. À, máy có lực nhịp gỗ búa là 4.400 nhịp và vòng tua chạy tối đa là 3.900 vòng. Mẫu Gen 4 nha các anh, năm 2022. À, có số series khá đẹp các anh, 9966 luôn. Và có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ nha. Đó, mẫu đời mới, ba bóng đèn chiếu sáng luôn. Đó, cây này máy có chiều dài khoảng một tấc mốt nha, khá là ngắn gọn, động cơ motor không chổi than luôn. Đó, cây này khá là đẹp. À, cò bóp khá mượt anh. Đó, đảo chiều đồ cũng ngon lành ok luôn. Đó, cò bóp rất là mượt nha. Bốn cấp độ điều chỉnh ở đây luôn. Có móc treo. Và khui hộp ga thì không có cái chỗ để gắn vít nha các anh. À, máy dòng gầy Gen 3 thì có chỗ gắn vít mà Gen 4 hãng cắt bớt rồi, không có chỗ để gắn vít nha, chỉ có cái móc treo thôi. À, bên dưới thì chân pin như thế này. À, chân pin thì có cái tem mã quét mã nè. À, ngon lành ha, mới đẹp ghê các anh. À, mới chát luôn. À, xem đầu búa nè. À, đây thì để em gắn pin vào ha. À, đây là cục pin M18 5.0, loại pin zin, pin chất lượng, pin zin mà nó qua sử dụng. Cục này em bán cỡ 650 một cục, bán rất là chạy luôn. Đó, bên trong chỗ gầy vít là có hai viên bi nha các anh. À, có hai viên bi nha, rất là chất lượng luôn. Đó, bấm cấp độ nhảy đèn xè đèn nha các anh. Đó, rất là mượt, quá đã, quá tê. Đó, chỉ tay bằng bằng. Đó, cái độ số 1 bắn ống vít gỗ là cỡ 5 cm. Đó, nó gõ từ từ vô nghe rất là đã ha các anh. À, nghe tịt rất là đã tay. À, rất là phê. À, hay ha. Rồi chuyển ra đến chế độ số 2. À, chế độ số 2 nha. À, bắn mượt hơn, bắn lúng luôn rồi. Quá mạnh luôn. À, ngọt ghê ta, ngọt dữ dằn luôn ha. Quá đã, rất là đã. Đó, đây chế độ số 3. Chế độ số 3 bắn là nhanh dữ lắm, nhanh luôn. Wow, quá dữ, quá nhanh, rất là đẳng cấp. À, bắn vít ơi, vít dài hơn một chút nha. Đây, vít dài hơn một chút. Cái khúc gỗ này gỗ khô chắc nó hơi mềm mấy các anh. Đây, đây mình thử chế độ bắn vít tự động ha. Đây là chế độ tự động nè, nó sẽ gõ từ từ vào hạn chế gãy vít nha. Đây là đập ba búa ngưng nha. À, đập ba búa ngưng. Đó, chế độ thông minh đó là auto tự động thông minh, là cơ chế như vậy ha các anh, các anh xem tham khảo lại nha. Đó, nghe tiếng máy chạy ha, giống như là ngắt lực điện tử ha. Chế độ khá là thông minh, khi mà bắn vít vào gỗ thì nó gõ tạch như vậy ba búa ngừng ha, rồi mà gõ vào sắt thì là nó vừa đủ lực nó sẽ ngắt. Khá là hay, rất là hay luôn, chế độ thông minh nè.
khi mà mở ra là bình thường, siết vô là nó sẽ tự ngắt, mở ra là bình thường. Đó, bắn xuống nè. Đó, khá là hay ha. À, chừng ba búa là ngắt ha, rất là hay. Các anh nghĩ sao về cái chế độ thông minh này? À, hay, rất là ok. Rồi, tiếp theo thì bắn vít lớn hơn nha. Đó, bắn vít lớn hơn là bắn gắn cái đầu chuyển vô, từ vít sang đầu vuông để bắn bu lông. Đó, đầu 17. Mà cái cây máy này có thể lên đầu bu lông. Khi mà các anh mà sử dụng bắn bu lông nhiều quá, cây này lên đầu bu lông á, các anh là bắn là sẽ bao bền luôn và bao mạnh luôn á. Đó, rất là trâu. À, thì gắn lên đầu bu lông á, mình gắn cục tiếp nó sẽ ngắn lại, nó không có dài như vậy. Cái này thì có đầu chuyển nó dài, mà cây máy này lực khá mạnh nha các anh, có thể là dễ gãy cái đầu chuyển này lắm luôn. Đó, dễ gãy cái đầu chuyển này. À, rồi ok, bắn vít lớn luôn. À, chế độ ngắt hoài mình phải chuyển qua chế độ số 3. Đó, khá là dư luôn. Ở đây chế độ số 1 nó gõ đây nhưng xem như thế nào nha, số 1 ha. Chế độ số 1 á là nó có chức năng là auto tự động luôn, gõ ba búa ngắt luôn, giống như chế độ số 4 á là nó để chuyên bắn ống vít nhỏ là đủ lực nó sẽ ngắt. Khi mà qua số 2, em bấm chuyển qua số 2 là không có nha. Đó, số 2 là nó quất miết luôn, số 2 là không có ngắt đâu. Đó. Đó, số 2 là bắn tuôn luôn á. Rồi đây chế độ số 2 bắn tiếp à. Chế độ là nó có cái lực khác nhau. Nếu mà bắn cái chế độ số 1 mà bắn cảm thấy nặng quá là nó sẽ có chế độ auto tự động là tự ngắt. À, bắn nó sẽ ngắt ha. Mình bấm chuyển lên số 2. Nếu mà số 2 mà bắn vừa là nó sẽ chạy mướt, mà nó bắn nó có bị nặng á, là nó cũng sẽ tự ngắt. Mình phải chuyển lên chế độ số 3, giống như là nó cảnh báo gì đó, số 2 bắn hơi bị mệt rồi phải lên số 3. Thì lên số 3 bắn nó sẽ rất là khỏe. Đó, như vậy nha các anh. Đó là chế độ thông minh của cái máy Gen 4 ha. Nó có những điểm nâng cấp đồ là Thắng Phạm đã tìm hiểu ra. Rồi, số 3 là bắn rất là mượt, mà số 1 với số 2 nó bắn nó sẽ tự ngắt hoài. Số 3 bắn mượt lắm. Số 3 là bắn là không có đứng luôn á, số 3 bắn rất là chạy. Wow, đỉnh thiệt, mở vít đồ khá là nhanh, rất là ngầu, chất lượng, đẳng cấp hay không? Ba ông đèn chiếu sáng khá là sáng. Đầu tiếp bắn luôn, bắn những ống vít nặng đồ khỏe, còn bắn những ống vít nhỏ đồ chế độ tự động đồ khá là im nha các anh. Máy đẹp ghê, nhìn cái tem, nhìn thấy cái tem cũng khá là đẹp hơn cái mẫu máy cũ nữa. Wow, nhìn máy 47 ghê quá các anh, đẹp quá, đẹp ghê luôn á.
À, rồi ok, xài pin 5A bắn còn 3 mức pin đó, review test như vậy à, như vậy đủ nặng chứ các anh, còn nặng nữa không. Rồi tiếp theo là chắc chế độ phanh sắt đây, phanh pha bằng sắt rồi ha, rồi bắn ống vít vào sắt ha. Hiện tại thì máy cũng có tình trạng nóng mà cầm vô được các anh, không có nóng quá ha, nóng máy mới còn bót, xài một thời gian sẽ bớt nóng. Này thắng phẩm test nặng thì nó sẽ khá là nóng hơn, còn mấy anh mà xài bắn vít nhẹ nhẹ rồi ha là nó sẽ bớt ít nóng hơn, chứ không này thắng phẩm cầm tay vô được ha, chế độ cầm tay được ha, rồi chạm tay được, chạm tay da thịt đồ chạm vô còn thấy ấm ấm được, chưa hỏng có nóng cao, không có nóng cao độ quá. Nóng thì nóng, máy vẫn chạy bình thường nha các anh, những cái máy 2804 rồi nóng nhưng mà vẫn chạy bình thường chứ không có vấn đề gì phải lo hết nha. Phan sắt đây, phan vào sắt thử coi, máy ống vít đây để chế độ này đây, chế độ tự động ha, phan vào sắt. Wow, phan sắt ngọt nha, phan sắt ngọt lắm. Đó, phan được hai lỗ sắt, phan sắt ngọt ghê luôn. Đó, vậy là phan sắt ngon lành nha các anh. Bắn ống vít ngắt lực điện tử thông minh. Phan sắt ngon nha, đó, có chế độ máy bắn vít mà phan sắt được nha. Nếu mà phan tường gắn mũi phan tường vô phan tường được nha các anh. Quang xuống mà nó có bị giặt vậy là nó sẽ tự ngắt luôn. Trời, chế độ thông minh luôn á. Rồi, vậy là phan sắt các anh để chế độ thông minh này là chạy ok nha các anh. Đó, chạy rất là mượt nha. Rất là tuyệt vời, rất là đã ha, phan gỗ à, đây là phan gỗ nè. Quá đã, quá dữ dằn ha. Đó, phan gỗ ơi. Wow, phan gỗ quá dữ, rất là nhanh. Đó, nhanh quá, mình để số 1 phan thử coi. À, số 1 thì gõ từ từ lên số 2 à. Rồi lên số 3, chế độ số 3. Và chế độ auto tự động số 4. À, chế độ này là không có thích hợp cho phan.
quá dữ, rất là dữ nha. Khoan cây đầu bá cháy luôn ha, lực mạnh khá là dữ, máy chạy rất là phao, rất là mượt, khoan gỗ nhức nách đó. Và các anh xem mà tham khảo cây máy này đó. Cái này thì có thể là vặn bu lông đồ được, rất là ngon lành. Cây máy vít mà lên đầu bu lông đồ bắn cực kỳ đã luôn. Và các anh xem mà tham khảo video này, em đã review test bắn vít khoan gỗ khoan sắt và thì cây này thì cũng như là hàng em review xem như nó như hàng lướt 99%. Cái máy này như tình trạng như thế này ha, không có dấu chày gì hết, chỉ là hàng mẫu em review. Và các anh có nhu cầu mua cây máy này thì em bán luôn, giá nó sẽ rẻ hơn cây máy mới nha các anh xem và tham khảo ha. Xem và tham khảo, có nhu cầu mua cây này thì alo em ha, có số điện thoại ngay trên màn hình nha các anh. Số này có Zalo, hãy kết bạn Zalo em, chụp hình lại gửi qua Zalo em xem giá cả thương lượng, các anh mua được cây máy này với giá cao bao nhiêu được thì em bán luôn ha. Rồi ok vậy nha.